Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine ngày 1 tháng 8 năm 2024. Một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của Ukraine đã được ghi nhận. Theo thông tin từ tờ Bloomberg ngày 31 tháng 7, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do các quốc gia thành viên NATO cung cấp đã chính thức đến Ukraine. Trong đêm 31 tháng 7, Ukraine đã thực hiện một chiến dịch quân sự có tính toán và chính xác nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của đối phương tại Kursk thuộc Liên bang Nga. Bên cạnh đó, tại khu vực Chernihiv, APU đã thực hiện thành công một chiến dịch phòng thủ quan trọng, ngăn chặn một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ của Nga đang thực hiện hoạt động trinh sát và phá hoại trên lãnh thổ Ukraine. Tin anh em sức mẻ, UAV Shahed ồ ạt à, bay vào Belarus trong đợt tấn công của Nga vào Ukraine, tiêm kích vội vã đánh chặn. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cùng tìm hiểu Gerbera, dòng UAV mới của Nga được mệnh danh là em gái của UAV Shahed đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell, trong khi phát biểu tại Hà Nội, đã cho hay rằng EU mong muốn Việt Nam gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Putin để làm sao theo đuổi đàm phán hòa bình, chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Cuối cùng là Nga gửi cảnh báo rất nghiêm trọng tới ngũ giác đài về Ukraine. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mô Lê Phan kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những chuyển động quốc tế đáng chú ý. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của Ukraine đã được ghi nhận. Theo thông tin từ tờ Bloomberg ngày 31 tháng 7, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do các quốc gia thành viên NATO cung cấp đã chính thức đến Ukraine, đánh dấu một bước ngoặt trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia này. Mặc dù chi tiết cụ thể về số lượng máy bay và danh tính các quốc gia cung cấp chưa được tiết lộ, nhưng việc chuyển giao này được coi là một thành tựu đáng kể, thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã xác nhận thông tin này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào giữa tháng 7, cho biết các máy bay F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine trong mùa hè này. Đây là kết quả của quá trình hợp tác và chuẩn bị kỹ lưỡng kéo dài hơn một năm giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây. Theo Wall Street Journal, các máy bay F-16 được chuyển giao sẽ được trang bị vũ khí tiên tiến, bao gồm hỏa tiễn không đối đất AGM-88 HAM, bom thông minh JDAM, hỏa tiễn không đối không AMRAM và aim 9 x Các loại bom có đường kính nhỏ. Việc trang bị này sẽ nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ và đối phó với các mối đe dọa từ không phận của Ukraine. Mặc dù phía Nga đã đưa ra những cảnh báo và tuyên bố về việc nhắm mục tiêu và các lô hàng vũ khí gửi đến Ukraine, cộng đồng quốc tế vẫn kiên định trong cam kết hỗ trợ Ukraine bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình. Việc chuyển giao F-16 không chỉ tăng cường năng lực quân sự của Ukraine, mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của sự đoàn kết và ủng hộ từ các quốc gia dân chủ trên toàn thế giới. Trong khi chờ đợi xác nhận chính thức từ phía Ukraine, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và hy vọng rằng sự hỗ trợ này sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình, đồng thời bảo vệ các giá trị về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Trong đêm 31 tháng 7, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một chiến dịch quân sự có tính toán và chính xác nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của đối phương tại vùng lân cận thành phố Kursk thuộc Liên bang Nga theo thông báo chính thức từ bộ tổng tham mưu quân đội ukraine mục tiêu của cuộc tấn công là một kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự có giá trị chiến lược cao các nguồn tin đáng tin cậy từ hiện trường xác nhận đã quan sát thấy hoạt động phòng không sôi nổi và một loạt các vụ nổ tại các địa điểm mục tiêu cho thấy hiệu quả đáng kể của chiến dịch đặc biệt đáng chú ý là sự tham gia của hải quân ukraine trong hoạt động này gợi ý về khả năng sử dụng hỏa tiễn chống hạm neptune một vũ khí tiên tiến và hiện đại trong kho vũ khí của ukraine việc sử dụng loại vũ khí này không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật cao của ukraine mà còn cho thấy sự linh hoạt trong chiến thuật quân sự của họ mặc dù phía đối phương đã đưa ra tuyên bố rằng họ đã thành công trong việc đánh chặn một số phương tiện tấn công bao gồm hỏa tiễn và máy bay không người lái bộ tổng tham mưu ukraine vẫn đang trong quá trình đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện về kết quả chi tiết của chiến dịch với tinh thần thận trọng và chuyên nghiệp đặc trưng của quân đội Ukraine, họ không tiết lộ cụ thể về các phương tiện và chiến thuật được sử dụng trong cuộc tấn công này nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và duy trì lợi ích chiến lược. Cần nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện các hoạt động quân sự nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương tại khu vực Kursk. Trước đó, vào ngày 22 tháng 6, Ukraine đã thực hiện một bước đột phá quan trọng khi sử dụng hệ thống rocket phóng loạt HIMARS, một vũ khí được cung cấp bởi các đồng minh phương tây để tấn công các mục tiêu quân sự chiến lược bao gồm cả một tòa nhà của cơ quan an ninh liên bang nga fsb những hoạt động quân sự này không chỉ thể hiện năng lực ngày càng tăng của ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào sâu trong lãnh thổ đối phương mà còn phản ánh chiến lược quân sự tinh vi nhằm làm suy yếu khả năng hậu cần và tiềm lực quân sự của kẻ xâm lược Đồng thời, chúng cũng là minh chứng cho quyết tâm không lay chuyển của Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình trước cuộc xâm lược bất hợp pháp. Trong một diễn biến đáng chú ý tại khu vực Chernihiv, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện thành công một chiến dịch phòng thủ quan trọng, ngăn chặn một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ của Nga đang thực hiện hoạt động trinh sát và phá hoại trên lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin từ phong trào kháng chiến Chernihiv được chia sẻ trên kênh Telegram Koryukov-Batyshans, vào ngày 28 tháng 7, một đơn vị đặc nhiệm Nga thuộc Trung tâm hoạt động đặc biệt số 322 Shchernetsk đã bị phát hiện và vô hiệu hóa tại quận vùng Chernihiv. Đây được coi là một thắng lợi đáng kể cho lực lượng phòng thủ Ukraine thể hiện khả năng chiến đấu và phản ứng nhanh nhạy trước các mối đe dọa an ninh. Theo báo cáo, cuộc đụng độ đã dẫn đến việc 5 sĩ quan đặc nhiệm Nga thiệt mạng, kênh Telegram VTK OPU đã công bố danh tính các sĩ quan này, bao gồm đội trưởng cận vệ Vyacheslav Andreevich Larionov, thiếu tá cận vệ Asanov Mikhail Alexandrovich, đội trưởng cận vệ Sondakin Viktor Yuryevich, thượng úy cận vệ Valery Alexandrovich Golovchenko và thiếu tá cận vệ Andrei Ivanovich Bospelov. Đáng chú ý, trung tâm Senex được biết đến là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của lực lượng tác chiến đặc biệt Nga với kinh nghiệm hoạt động rộng khắp từ Caucasus, Trung Đông, Châu Phi và trong các chiến dịch gần đây tại Crimea và Ukraine. Việc một đơn vị có kinh nghiệm như vậy bị vô hiệu hóa, không chỉ là một tổn thất đáng kể về mặt nhân sự cho phía Nga, mà còn là một minh chứng cho năng lực chiến đấu ngày càng được cải thiện của lực lượng vũ trang Ukraine. Sự kiện này cũng làm dấy lên những câu hỏi về chiến lược và quyết định chỉ huy của phía Nga, theo nguồn tin từ VGK Orgbu, quyết định triển khai nhóm đặc nhiệm này có thể xuất phát từ mong muốn cá nhân của Đại tá Dmitry Pavlovich Miroshnikov, người đứng đầu trung tâm nhằm gây ấn tượng với cấp trên và tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Điều này nếu đúng có thể phản ánh những vấn đề nghiêm trọng trong chuỗi chỉ huy và quy trình ra quyết định của quân đội Nga. Trong khi lực lượng phòng không Ukraine đã thể hiện khả năng xuất sắc khi đánh chặn 100% máy bay không người lái UAV và hỏa tiễn trong cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Nga vào Kyiv kể từ đầu năm 2023 vào ngày 31 tháng 7. Một diễn biến đáng chú ý đã xảy ra tại quốc gia láng giềng Belarus. Theo báo cáo từ nguồn tin uy tín Belarusian Gazin, vào đêm 31 tháng 7, ít nhất 5 máy bay không người lái tấn công kiểu Kamikaze Shahed của Nga đã xâm nhập vào không phận Belarus, đây được ghi nhận là cuộc xâm nhập lớn nhất của UAV Nga vào lãnh thổ Belarus kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Cụ thể, chiếc UAV đầu tiên được phát hiện vào khoảng 23 giờ 20 phút giờ địa phương, xâm nhập qua một phần biên giới giáp với vùng Chernihiv của Ukraine. Chỉ sau 30 phút, lực lượng không quân Belarus đã phải triển khai các biện pháp đánh chặn. Máy bay chiến đấu của Belarus đã thực hiện các chuyến bay trinh sát kéo dài hơn một giờ đồng hồ tại khu vực đông nam của đất nước gần biên giới với Ukraine. Trong khoảng thời gian từ 0 giờ 5 phút đến 2 giờ 30 phút, bốn chiếc UAV Shahed khác lần lượt xâm nhập vào khung phận Belarus. Mặc dù phần lớn các UAV này đã quay trở lại lãnh thổ Ukraine sau một thời gian ngắn, một chiếc đã bay sâu vào nội địa Belarus, vượt qua khoảng cách hơn 260 km và tiến đến tận khu vực Stolin. Sự kiện này làm dấy lên nhiều giả thuyết về nguyên nhân. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là kết quả của lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất UAV của Nga. Tuy nhiên, một giả thuyết khác đáng chú ý hơn là Nga có thể đang cố tình điều khiển các UAV Shahed qua lãnh thổ Belarus nhằm tìm cách vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine. Đáng chú ý, trong đêm xảy ra sự kiện này, Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào Ukraine, với 89 UAV Kamikaze được phóng đi. Tuy nhiên, hệ thống phòng không Ukraine đã thể hiện khả năng đáng kinh ngạc khi đánh chặn thành công 100% các mục tiêu này. Sự kiện này không phải là lần đầu tiên UAV Shahed của Nga xâm phạm không phận Belarus. Trước đó, vào đêm 13 tháng 7, một sự việc tương tự đã xảy ra, thậm chí dẫn đến vụ nổ tại vùng Gomel của Belarus. Những diễn biến này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi về vai trò và lập trường của Belarus trong cuộc chiến. Việc Duy Vi Nga liên tục xâm phạm không phận Belarus không chỉ đe dọa an ninh của chính Belarus, mà còn có thể làm phức tạp thêm tình hình địa chính trị trong khu vực. Trong bối cảnh các bên tham gia chiến sự đang chạy đua về số lượng cũng như công nghệ của vũ khí, một thách thức mới đã xuất hiện trên mặt trận công nghệ quân sự sau nhiều tháng đối phó với các cuộc tấn công từ máy bay không người lái UV Shahed tầm xa Ukraine hiện đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với một mối đe dọa mới, UAV Gerbera, được mệnh danh là em gái của Shahed. Vào ngày 24 tháng 7, một thiết kế UAV mới của Nga đã được phát hiện gần Kyiv, gây ra sự chú ý đáng kể. Chỉ vài ngày sau đó, đơn vị UAV của quân đội Nga có tên Stalin's Falcons đã công bố một đoạn video về UAV này trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Trong video, họ gọi Gerbera là em gái của UAV Geran, một biến thể của Shahed do Iran thiết kế mà Nga sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Gerbera có một số đặc điểm đáng chú ý, nó được làm từ các vật liệu giá rẻ như nhựa xốp hoặc gỗ dán cho phép sản xuất nhanh chóng và với chi phí thấp. Điều đáng lo ngại là Gerbera được trang bị camera có khả năng truyền video trực tiếp về cho người điều khiển ở Nga. Khả năng này có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không quan trọng của Ukraine như Patriot, Nasam hoặc các hệ thống nhỏ hơn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận Ukraine. Các chuyên gia quân sự đã đưa ra nhận định về ý nghĩa của việc phát triển Gerbera. Samuel Bendet từ tổ chức CNA cho rằng xu hướng chung trong lĩnh vực này đang hướng tới việc phát triển UAV đa chức năng. Gbera có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ trinh sát, làm mồi nhữ, để phát hiện hệ thống phòng không, cho đến tấn công trực tiếp vào các mục tiêu. Việc sử dụng UV giá rẻ như Gbera có thể tạo ra một mối đe dọa đáng kể cho Ukraine. Chuyên gia Steve Wright từ Vương quốc Anh nhận xét rằng thiết kế của Gbera cho phép sản xuất nhanh chóng với chi phí thấp. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng chúng trên quy mô lớn trong tương lai. Điều này đặt ra thách thức mới cho hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, mặc dù phải đối mặt với thách thức mới này, Ukraine đã chứng tỏ khả năng phòng thủ hiệu quả của mình. Trong một cuộc tấn công gần đây, quân đội Ukraine đã thành công trong việc chặn được tất cả 89 UAV Shahed do Nga phóng đi qua đêm. Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong khả năng phòng khôn của Ukraine và sự quyết tâm của họ trong việc bảo vệ lãnh thổ. Đến với một diễn biến đáng chú ý bên lề chiến sự, Đại diện cấp cao về Chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell trong khi phát biểu tại Hà Nội đã cho hay rằng EU mong muốn Việt Nam gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Putin để làm sao theo đuổi đàm phán hòa bình, chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Trước khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam, đại diện cấp cao của EU về Chính trị và đối ngoại Josep Borrell đã có cuộc gặp gỡ báo chí trưa ngày 31 tháng 7. Trong cuộc gặp, ông chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, Tôi có ấn tượng đặc biệt về sự kiên cường của con người Việt Nam, sự tăng trưởng nhanh chóng nhờ các nỗ lực ngoại giao với các quốc gia vươn lên về kinh tế và trở thành một chủ thể chính trị trên trường quốc tế. Ngoại trưởng EU cho biết, khi dự ARF tại Lào tuần trước cũng như trong các cuộc gặp ở Hà Nội, ông đã nói rằng ngày nay thế giới có nhiều cuộc khủng hoảng, đối đầu, chiến tranh, do đó châu Âu và ASEAN cần sát cánh cùng nhau Việt Nam và người dân Việt Nam biết rất rõ về chiến tranh, điều đó thật không may mắn, nhưng các bạn có nhiều kinh nghiệm. Một trong những nội dung ông Borrell thảo luận với các nhà lãnh đạo và quan chức Việt Nam là cuộc chiến Nga-Ukraine. Giải quyết cuộc chiến có ý nghĩa sống còn với châu Âu, ông nói trong các cuộc gặp lãnh đạo việt nam tôi đều đề nghị việt nam dùng ảnh hưởng với nga chấm dứt cuộc chiến việt nam có quan hệ tốt với nga nhất là sau khi tổng thống nga putin vừa thăm việt nam việt nam cần ảnh hưởng để tổng thống putin hiểu rằng cuộc chiến cần kết thúc không phải bằng biện pháp vũ trang quân đội hay việc ukraine đầu hàng ông borrell nói sau hai năm cuộc chiến vẫn tiếp diễn, Ukraine bị tàn phá và cần thông qua đàm phán để đạt được hòa bình. Tôi mong Việt Nam gửi thông điệp này tới Tổng thống Putin để làm sao đàm phán hòa bình chấm dứt cuộc chiến Ukraine." Trong họp báo, ông Borrell cũng nói Việt Nam là đối tác quan trọng triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU và ông kỳ vọng tăng cường quan hệ đối tác này. Ông cũng cho biết ông muốn sử dụng chuyến thăm để bắt đầu nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Một trong kỳ vọng cao nhất của chuyến đi là quyết định của hai bên để bắt đầu các công việc chuẩn bị từ hôm nay để bắt đầu nâng cấp quan hệ. EU có số hiệp định lớn nhất trong khu vực ASEAN với Việt Nam, bao gồm Hiệp định Khung về Đối tác và Hợp tác BCA, Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam EVFTA, Hiệp định JETP, một cách tự nhiên khi hai bên có quan hệ chính trị kinh tế thương mại phát triển nhanh chóng thì cần thúc đẩy việc làm sâu rộng hơn mối quan hệ đã có sự sâu sắc mạnh mẽ trong quan hệ hai bên và sự thiện chí chính trị cần duy trì thiện chí này bằng cách bắt đầu từ hôm nay thúc đẩy nâng cấp quan hệ để tương xứng với mức độ hiện đang có đại diện ngoại giao của eu nói trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến cuộc chiến xâm lược của nga ở ukraine các cuộc trao đổi ngoại giao giữa nga và hoa kỳ đã diễn ra với tần suất ngày càng tăng gần đây bộ trưởng quốc phòng nga andrei belussov đã có cuộc điện đàm quan trọng với người đồng cấp hoa kỳ bộ trưởng quốc phòng lloyd austin theo thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov trong cuộc trao đổi này phía nga đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về khả năng xảy ra các hành động mà họ cho là khiêu khích từ phía ukraine Ryabkov nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến tình trạng leo thang không kiểm soát được, đặc biệt nếu có sự hỗ trợ từ Washington. Cuộc điện đàm này là cuộc trao đổi thứ hai giữa Belosav và Austin kể từ khi Belosav được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng Nga. Tổng cộng đã có 5 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu đáng chú ý, tờ New York Times đã đưa tin về việc Moscow cáo buộc đã phát hiện dấu hiệu của một hoạt động bí mật mà Ukraine đang chuẩn bị với sự chấp thuận của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi Belousov trực tiếp đặt câu hỏi về vấn đề này, các đại diện của ngũ giác đài đã bày tỏ sự ngạc nhiên và nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc này. Bên cạnh các cuộc đối thoại chính thức, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng tiết lộ rằng Nga và Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tiếp xúc không chính thức, được gọi là đường thứ hai với sự tham gia của các nhà khoa học chính trị để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình ở Ukraine. Những cuộc trao đổi này cho thấy nỗ lực của cả hai bên trong việc duy trì kênh đối thoại để giảm thiểu nguy cơ leo thang chiến sự. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan điểm và cách diễn giải tình hình vẫn còn rõ rệt, đặt ra thách thức lớn cho việc đạt được giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc chiến ở Ukraine. Thưa quý vị, đến đây bản tin cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Molifan rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.